Đường này có băng qua bên Long Phú đúng không anh? Có hả? Em không rõ, em mới đến đây. Vậy hả? Vậy anh có bán xương que không? Xương que hả? Ừ. Xương sườn này đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều ký vậy anh? 140. Xương thôi hả? Ý là cả tấm như vậy, ví dụ là bán theo cộng 140 một ký. Vậy hả? Vậy lấy em nửa ký đi. Đang cần mua xương que mà lên trên kia mua nhầm xương ống rồi. Từ từ tụi con. Hai cọng này, hai cọng nào? Hả? Hai cọng này được không? Hai cọng khác. Hai cọng xương. Hai cọng xương cho nó nhẹ. Chứ khỏi cần thịt. Em xương cần ăn xương. Nha. Xương không thì không bán được. Vậy xương không thì tí em tỉa cái này. Vậy hả? Like được.